Xin chào mọi người, tiếp tục đến với nội dung của Thần Ấn Vương Tọa tập 31 và 32. Mở đầu là hình ảnh Dương Văn Chiêu đang được trị thương. Con người của Thánh Điện Kỵ Sĩ đã bao vây điện thích khách, mục đích để điều tra sự việc Dương Chiêu bị đánh trọng thương. Cuộc chiến giữa hai Thánh Điện đã được nổ ra. Ở phía trong Thánh Điện Thích Khách, Ảnh Giới, trưởng Thánh Điện Thích Khách đã cho mời Thánh Kỵ Sĩ trưởng Hàm Khiêm tới. Phía ngoài cuộc chiến đã được trưởng thánh kỵ sĩ cản lại. Ông ta tiến vào bên trong thánh điện thích khách như trốn không người. Tiến tới gặp Ảnh Tử, ông yêu cầu giao người ám sát Dương Văn Chiêu ra. Nhưng Ảnh Tử đã từ chối, không giao người. Điều đó dẫn tới kỵ sĩ trưởng cực kỳ tức giận. Ông rời đi và nói sẽ mời liên minh đứng ra, mặc kệ cho kẻ ám sát Dương Chiêu có thân phận gì. Ai đứng đằng sau tuyệt đối không tha. Nghe vậy, Ảnh Tử liền tiến tới, nói ra lý do không thể giao người, nhưng yêu cầu kỵ sĩ trưởng phải tuyệt đối giữ bí mật. Tất nhiên, ông đã đồng ý và lập lời thề sẽ không tiết lộ với ai. Ảnh Tử kể rằng, 3.000 năm trước, Điện Thích Khách từng có một vị đại năng tuyệt thế, tiền thiên nội linh lực đạt 91 điểm, được gọi là Tuần Hồi Chi Tử. Vị Tuần Hồi Chi Tử đó, nhờ vào thiên phú và thực lực siêu mạnh, một người một kiếm giết tới trước mặt Ma Thần Hoàng đời trước. Một trận đại chiến vô song từ đây mở ra. Tuy cuối cùng hắn chiến đấu tới chết, nhưng cũng thành công tọa lại Ma Thần Hoàng. Đó là lần đánh giết gần Ma Thần Hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Sau đó đúng 3.000 năm, toàn bộ nhân tộc đều chưa thể xuất hiện lại thiên tài mức này. Nhưng 3.000 năm sau, thánh nữ tuần hồn mới lần nữa giáng lâm xuống nhân gian. Hơn nữa, tiên thiên nội linh lực của cô ấy là 100 điểm tối đa trong truyền thuyết. Nghe vậy, kỵ sĩ trưởng Hàm Khiên cực kỳ bất ngờ. Không thể tin có người có thể đạt 100 điểm nội linh lực. Ảnh Tử nói với Hàn Khiêm, hãy thông cảm vì cô ấy cũng có thể hoàn thành sự nghiệp mà Tuần Hồi Chi Tử chưa hoàn thành. Cô ấy chính là ánh sáng hy vọng kết thúc thời đại đen tối này. Hàn Khiêm nói, vậy tại sao Điện Thích Khách lại không dạy dỗ cho tốt? Cô ta ỷ vào sức mạnh của bản thân, mặc ý làm bừa. Các ngươi lại dung túng để mặc như vậy. Tương lai sao cô ta có thể dẫn dắt nhân loại chiến đấu? Sao có thể cứu tính mạng của ngàn vạn người? Ảnh Tử nghe vậy nói, vì để nhanh chóng biến thành nữ tuần hồi thành lưỡi đao sắc bén nhất. Từ khi cô ấy ra đời, Điện Thích Khách đã dùng thí luyện tàn khốc nhất. Lúc đạo tuần hồi, Thương Bạch Địa Ngục mất đi 6 giác quan, gần như đã phong bế toàn bộ tình cảm của cô ấy. Kết quả không ai có thể tiến vào nội tâm của cô ấy, chỉ có Long Hạo Thần mới khiến cô ấy sống có chút giống con người. Vậy nên cô ấy phạm sai lầm thế này, không thể trách cô ấy. Ảnh Tử nói ra những lời này bằng những lời nói cực kỳ đau buồn là họ đã có lỗi với Thải Nhi. Nghe lời nói của Ảnh Tử, kỵ sĩ trưởng Hàn Khiêm đã hiểu ra, ông rời đi và không trách cứ gì Thải Nhi nữa. Ông hy vọng tương lai Thải Nhi sẽ gánh vác trọng trách cho nhân loại. Về phía Thải Nhi, cô đã đi tìm Hạo Thần. Hóa ra Hạo Thần cũng đã đi tìm cô. Hạo Thần tới nơi mà cả hai đã hẹn nhau. Thải Nhi biết được, lập tức đến đó trước, chờ Hạo Thần tới. Sau cùng cả hai đã gặp được nhau. Về phía Ảnh Tử đã được thủ hạ đi theo Thải Nhi báo cáo về Long Hạo Thần. Hắn nói, Long Hạo Thần chỉ dựa vào một trái tim lương thiện mà đối mặt với kẻ địch mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Lần Thải Nhi trốn khỏi Điện Thích Khách, nếu không phải gặp được Long Hạo Thần, e rằng đã xảy ra chuyện. Lúc đó Thải Nhi tự nguyện quay về tiếp nhận thí luyện của Thánh Nữ Tuần Hồi. Ít nhiều gì cũng có liên quan đến Long Hạo Thần. Mà đến tận bây giờ, Hạo Thần cũng không biết thân phận thực của Thải Nhi. Chỉ cho rằng cô ấy là cô gái mù bình thường. Nhưng có thể nhìn ra Hạo Thần thật lòng với Thải Nhi. Tình cảm này với Thải Nhi mà nói chính là tia sáng duy nhất trong bóng tối vô tận. Nhưng cũng chính vì vậy, bất kể là đối với Hạo Thần hay là tình cảm này, Thải Nhi cũng sẽ vô cùng cố chấp. Loại cố chấp này là sự ràng buộc mạnh mẽ nhất giữa hai người, nhưng cũng sẽ gây nên một vài hậu quả khó lường. Lần này đánh Dương Văn Chiêu bị thương, may mắn còn có thể cứu vãn, nhưng sợ rằng sự cố chấp này một ngày nào đó sẽ khiến Thải Nhi và người cô yêu bị đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Hy vọng Long Hạo Thần thực sự có thể giúp Thải Nhi xóa đi bóng tối trong lòng. Về phía Thải Nhi đã đưa Hạo Thần về phòng nghỉ ngơi. Trong mơ, Long Tinh Vũ đã sử dụng thần kỹ tới gặp Hạo Thần. Ông kiểm tra sức mạnh của Hạo Thần bằng một cuộc chiến. Trong cuộc chiến, Long Tinh Vũ đã hướng dẫn Hạo Thần sử dụng tinh lực thể lỏng. Long Tinh Vũ nói, hãy tưởng tượng linh lực của con chảy như dòng nước, kinh mạch trong người như là sông ngòi. Hãy để linh lực từ kinh mạch đến cánh tay, đến bàn tay, rồi hội tụ ở mũi kiếm, sau đó vung ra. Một kiếm khí này, Hạo Thần đã cảm thấy được sự khác biệt. Sau đó, Long Tinh Vũ nói,
Hạo thần cần đạt cấp 6, lúc đó sẽ có cánh linh lực, giúp bay cao đến chân trời. Còn khi tới cấp 7, cơ thể quang diệu sẽ khiến hạo thần tồn tại cùng ánh sáng. Cấp 8, linh cương kết thành là có thể tận diệt tà ma. Mà cấp 9, bên trong lĩnh vực, chính là thần minh. Nhưng cho dù đi tới bước nào thì hạo thần vĩnh viễn là niềm tự hào của ông. Sau đó Long Tinh Vũ rời đi, lúc này hạo thần cũng đã tỉnh lại. Thải Nhi cũng đã rời đi, ở đó chỉ có Dạ Hoa. Dạ Hoa trách cứ hạo thần, ông nói: nếu đối thủ ở trận chiến vừa rồi là ma thú thì sao? Người còn có đồng đội đang đợi người chi viện thì sao? Người cũng liều mạng như đánh Dương Văn Chiêu sao? Ta tôn trọng ngươi, nhưng ngươi phải nhớ, mất mạng rồi thì chẳng còn gì nữa. Dạ Hoa đưa cho hạo thần một thanh kiếm, vì mai còn phải tham gia nghi thức bốc thăm cho chung kết. Chuyển tới hôm sau, tại địa điểm rút thăm chung kết, hạo thần, Lý Hình đã tới đây, còn có cả Lâm Hàm. Thật không ngờ, Lâm Hàm lại là người đứng đầu vòng sơ tuyển của Điện Luyện Dược Sư. Cả ba người tiến vào bốc thăm, tổng có 60 người tiến vào chung kết. Ở đây họ gặp cả Dương Văn Chiêu, người của Điện Thích Khách cũng đã tới. Sau họ chính là Thải Nhi, cô tiến tới trước mặt hạo thần. Hạo thần bất ngờ vì Thải Nhi chính là thích khách cấp 5 duy nhất, lại còn đứng đầu bảng điện kỵ sĩ. Lúc này, Ảnh Tùy Phong, trưởng điện thích khách ra tuyên bố, cuộc rút thăm chính thức bắt đầu.